Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, ông Yevgeny Prigozhin đã xây dựng nhóm Wagner thành một lực lượng hùng mạnh qua nhiều năm, can thiệp khắp châu Phi, Trung Đông. Lực lượng lính đánh thuê Wagner của ông đã bước ra khỏi bóng tối để được sử dụng một cách công khai trong chiến đấu. Vào tháng 8 năm 2022, các áp phích kêu gọi tân binh gia nhập Wagner bắt đầu xuất hiện ở các thành phố của Nga. Một tháng sau, đoạn video xuất hiện cho thấy Prigozhin đang cố gắng tuyển mộ tù nhân. Đến tháng 12, lực lượng của Wagner đã tăng lên 50.000 người. Theo John Kirby, điều phối viên về truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông này nói thêm khoảng 40.000 người được cho là tù nhân và những người còn lại là lính hợp đồng. Nhưng Prigozhin cũng ngày càng tỏ ra nhiều mâu thuẫn hơn với các chỉ huy quân sự và Bộ Quốc phòng Nga trong nhiều vấn đề, từ kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự ở nước ngoài cho đến việc cung cấp khí tài và nguồn lực tài chính. Những cuộc đấu khẩu ồn ào giữa Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga sau vài tháng đã lên đến đỉnh điểm là cuộc nổi loạn kéo dài trong 24 giờ từ ngày 23 tháng 6 sang ngày 24 tháng 6, với việc lực lượng Wagner của Prigozhin chiếm đóng các cơ sở quân sự tại thành phố Rostov-on-Don thuộc tỉnh Rostov, miền Nam Nga và chuẩn bị tiến quân về Moscow để làm binh biến. Ông Prigozhin bị chính phủ Nga buộc tội kích động nổi loạn có vũ trang, còn Tổng thống Putin thì tức giận gọi hành động nổi loạn của ông là tội phản quốc. Một cuộc tham khảo ý kiến giữa Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus với các bên và cuối cùng đã đi đến thỏa thuận nhằm tránh đổ máu. Prigozhin sẽ rời Nga sang Belarus. Binh sĩ Wagner không bị truy tố và được trở về đơn vị cũ. Ngày 24 tháng 6 năm 2023, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bóng gió đến việc giải thể Wagner, nói rằng những chiến binh không tham gia cuộc tuần hành sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trước đó, Tổng thống Putin đã nói rằng tất cả các đơn vị tình nguyện nên ký hợp đồng trước ngày 1 tháng 7, đặt họ dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Prigozhin đã rất nổi tiếng trong quân đội Wagner của ông ta và nhiều chiến binh được cho là trung thành với ông ta. Một cựu chỉ huy của Wagner nói với báo chí phương Tây rằng không chắc nhiều binh sĩ Wagner sẽ gia nhập quân đội chính quy của Nga. Tương lai của Prigozhin cũng sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với châu Phi, lục địa mà Wagner đã liên tục mở rộng ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của mình. Wagner có khoảng 5.000 quân đồn trú trên khắp châu Phi và các công ty liên kết với Prigozhin đã ký hợp đồng hỗ trợ quân sự và an ninh với chính phủ Cộng hòa Trung Phi và Mali. Điện Kremlin cũng được cho là đã sử dụng nhóm Wagner ở cả hai quốc gia này để kéo họ vào quỹ đạo của Nga. Giới bình luận cho rằng sự giải thể có thể xảy ra của Wagner có thể tạo ra những bất ổn mới cho các chính phủ ở châu Phi vốn dựa vào nhóm này để đảm bảo an ninh và có thể làm phức tạp thêm ảnh hưởng địa chính trị của Moscow trên lục địa đen. Ông Yevgeny Prigozhin được biết đến là một người có tâm địa tàn nhẫn và đầy tham vọng. Một số nhà quan sát đã đặt câu hỏi liệu ông ta có chấp nhận nghỉ hưu sớm ở Belarus hay không. Từ đó, giới chức an ninh Nga lo ngại về việc để cho Prigozhin sang Belarus có thể tiềm ẩn những nguy cơ cần phải tính toán trước. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã cảnh báo các lực lượng hạt nhân phải cảnh giác cao độ với kho vũ khí hạt nhân mà Nga vừa triển khai tại Belarus. Nếu không may rơi vào tay Prigozhin thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Theo thông tin từ báo Dân trí, việc ông trùm Wagner đến Belarus đã khiến không ít nước quan ngại. Belarus giáp với các thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan. Khi thông tin ông Prigozhin đến Belarus được đưa ra, các nước NATO ở Đông Âu đã nhanh chóng cảnh báo việc này có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn ở khu vực. Tại cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và lãnh đạo 6 quốc gia thành viên khác, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh, điều này thực sự nghiêm trọng và rất đáng lo ngại. Chúng ta cần có những quyết định dứt khoát. Nó đòi hỏi NATO phải đưa ra câu trả lời cứng rắn. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng còn quá sớm để xác định điều này có thể tác động thế nào đến các đồng minh NATO. Ông lưu ý liên minh đã tăng cường phòng thủ ở sườn đông của khối những năm gần đây. Ông Stoltenberg nói, chúng ta đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Moscow và Minsk rằng NATO ở đó để bảo vệ mọi đồng minh, từng tấc lãnh thổ của NATO.
Ông nhấn mạnh thêm, chúng ta đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở phía đông của liên minh và sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo để tăng cường hơn nữa phòng thủ tập thể tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Ngoại trưởng Latvia, ông Edgars Rinkevičs nói, cần đánh giá động thái này từ một quan điểm an ninh khác. Chúng tôi đã thấy khả năng của những lính đánh thuê đó. Ông nói thêm rằng việc Wagner đến Belarus nên được thảo luận hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Ngoại trưởng Lithuania, ông Gabrielius Landsbergis cho rằng tốc độ lính Wagner tiến tới Moscow hàng trăm km chỉ trong một ngày cho thấy cần phải tăng cường phòng thủ cho các quốc gia vùng Baltic. Ông nói, biên giới của các quốc gia chúng ta chỉ cách hoạt động đó hàng trăm km, nên có thể mất 8 đến 10 giờ để họ đột ngột xuất hiện ở đâu đó tại Belarus, gần Lithuania. Điều này đang tạo ra một môi trường bất ổn và khó lường hơn cho khu vực của chúng ta. Chúng ta cần phải hết sức coi trọng việc bảo vệ khu vực Baltic. Nhà ngoại giao nói thêm, sau cuộc họp trên ngày 27 tháng 6, Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda nói rằng nếu Wagner triển khai lực lượng ở Belarus, các nước láng giềng có thể đối mặt với nguy cơ bất ổn lớn hơn. Ghi nhận thông tin từ VN Express, Nhà Trắng cho biết các quan chức ngoại giao Mỹ liên tục đối thoại với phía Nga trong lúc lực lượng Wagner nổi loạn cuối tuần trước. Chúng tôi theo dõi cẩn trọng tình hình tại Nga và có rất nhiều câu hỏi vào cuối tuần qua. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói, ngày 26 tháng 6, chúng tôi đã đối thoại liên tục thông qua các kênh ngoại giao với phía Nga và bày tỏ mối quan ngại của mình. Ông Kirby nói, Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi rất chặt chẽ hoạt động của các lực lượng hạt nhân Nga trong bối cảnh xung đột giữa nước này với Ukraine tiếp diễn. Theo ông Kirby, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc thực hiện bất cứ điều gì khiến Mỹ thay đổi trạng thái răn đe. Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Mỹ cần chắc chắn Nga không có cớ đổ lỗi cho phương Tây hoặc NATO. Nhận định vụ Wagner nổi loạn là vấn đề nội bộ của nước này. Chúng tôi đã nói rõ rằng Mỹ không liên quan tới vụ nổi loạn, ông Biden nói. Ông Biden nhận định còn quá sớm để đưa ra kết luận tình hình sẽ diễn biến ra sao. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi liên kết chặt chẽ trong theo dõi và phản ứng với tình hình, Tổng thống Mỹ nói. Ông Kirby và Tổng thống Biden đưa ra nhận định sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26 tháng 6 thông báo các cơ quan chuyên trách của nước này đang điều tra nghi vấn tình báo phương Tây liên quan vụ Wagner nổi loạn. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Đại sứ Mỹ Lynn Tracy ngày 25 tháng 6 đã thảo luận với các đại diện Nga và đưa ra tín hiệu rằng Washington không liên quan đến vụ nổi loạn. Ông Lavrov nói Đại sứ Tracy đã nhấn mạnh rằng vụ Wagner là vấn đề nội bộ của Nga. Theo truyền thông của Triều Tiên, ngày 25 tháng 6, Thứ trưởng Triều Tiên Im Jong-in đã gặp mặt đại sứ Nga. Tại cuộc gặp, ông Im tuyên bố ủng hộ bất kỳ quyết định nào của lãnh đạo Nga đối với việc tập đoàn lính đánh thuê Wagner nổi loạn. Thứ trưởng Triều Tiên bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng vụ nổi loạn vừa qua ở Nga được dập tắt thành công theo nguyện vọng và ý chí của nhân dân Nga. Theo hãng tin KCNA, ngày 24 tháng 6, lực lượng của nhóm lính đánh thuê Wagner đã di chuyển về hướng Moscow, nhưng sau đó được lệnh rút về doanh trại để tránh đổ máu. Triều Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Điện Kremlin và ủng hộ Nga khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ năm 2022, đồng thời chỉ trích Mỹ và phương Tây là nguyên nhân của xung đột hiện nay. Ngày 25 tháng 6, ông Im cũng bày tỏ bản thân tin tưởng quân đội Nga sẽ vượt qua khó khăn, thử thách và chiến thắng anh dũng trong chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudensko đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, Trung Quốc về các vấn đề quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phía Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của giới lãnh đạo Liên bang Nga nhằm ổn định tình hình trong nước liên quan đến các sự kiện ngày 24 tháng 6, đồng thời khẳng định mối quan tâm của họ trong việc tăng cường sự gắn kết và thịnh vượng của Nga. Ban đầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ thông báo ông Rudenko đã trao đổi quan điểm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tân Cương về quan hệ Trung-Nga, cũng như mối quan tâm chung về các vấn đề quốc tế và khu vực. Sau đó, phía Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga trong việc duy trì sự ổn định ở quốc gia. Bắc Kinh cũng xem căng thẳng leo thang gần đây ở Nga là công việc nội bộ của nước này. Hiện không rõ ông Rudenko đến Bắc Kinh vào lúc nào,
hay liệu chuyến thăm của ông tới Trung Quốc liên quan trực tiếp đến cuộc nổi dậy của Wagner hay không. Trung Quốc được xem là một trong những đồng minh chủ chốt của Nga. Theo Reuters, truyền thông Trung Quốc vẫn luôn theo dõi sát sao cuộc nổi loạn ở Nga, nhưng hạn chế đưa ra bình luận trước khi có những công bố chính thức. Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ cho Nga trên mạng xã hội. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.